Ví dụ bản thân có 10.000 đồng tiết kiệm, gặp người có 20.000 thì nghĩ muốn có thêm 10.000 nữa, muốn giống như họ. Bản thân có một cái tivi, thấy người ta có hai cái, lại muốn có thêm một cái nữa cho bằng người ta. Muốn mà không được trở nên buồn phiền, muốn mà đạt được cũng không hết suy nghĩ, vì ham muốn không ngừng, dục vọng không có điểm dừng, nỗi buồn phiền không bao giờ dứt. Đó là chuyện bình thường của con người. Tôi nhớ có một lần để lại ấn tượng rất sâu sắc. Ở Đài Loan, tôi ra ngoài gọi một xe taxi. Tài xế taxi vừa lái xe vừa kể khổ với tôi. Nói cái gì? Cuộc sống của bản thân không bằng người khác. Tôi hỏi anh ta, tôi nói tiền ông kiếm một tháng đủ tiêu dùng trong nhà không? Đủ, còn dư nữa. Tôi nói thế thì tại sao? Thấy người ta hôm nay mua đồ dùng mới, ngày mai mua đồ dùng mới. Tôi nói sao lại phải như thế? Tôi nói anh nghĩ thử xem, một cái áo của chúng ta giữ gìn một cách cẩn thận có thể mặc 10 năm, 10 năm không cần mua thêm áo. Anh dùng tủ lạnh bảo quản nó cẩn thận cũng có thể dùng 10 năm. Không phải là anh rất vui vẻ, rất giàu có đó sao? Anh cần gì phải so đo với người khác? Anh ta thấy có lý. Tôi nói anh nghĩ thông rồi sẽ vui vẻ không ai bằng, anh buồn cái gì? Đừng so sánh với người khác. Khi so sánh với người khác sẽ khiến anh suốt đời khổ não, suốt đời lo lắng, anh sống không vui vẻ gì. Khi anh không so sánh với người khác, anh rất vui vẻ. Dần dần anh ta cũng đã hiểu. Đừng tranh giành với người ta những thứ đó. Phải tranh giành cái gì? Tranh giành niềm vui. Tôi vui hơn anh. Vui vẻ và lo lắng khác nhau rất lớn. Vui vẻ thì thân tâm mạnh khỏe, lo lắng thì âu sầu bệnh tật. Người ta sao có thể so với anh được? Vì vậy, buông bỏ tất cả có thể sinh sống được là hạnh phúc nhất rồi. Không cần phải quá nhiều. Nhà ở, ở căn nhà nhỏ nhỏ. Cả đời tôi không muốn sống trong căn nhà lớn. Tại sao? Khó dọn dẹp. Quý vị phải mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp sạch sẽ? Căn nhà nhỏ của tôi chỉ cần mấy phút đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Xem ra rất thoải mái, dễ chịu. Quý vị thấy tốt không? Vì vậy con người phải biết hưởng thụ, cũng chính là bản thân biết hưởng phước. Biết cái gì là phước? Những đồ cá nhân của quý vị càng ít càng thoải mái, không cần kiểm tra. Ra ngoài chỉ cần 2 bộ quần áo mặc trên người và mang theo. Nếu nhiều quần áo phải lựa cái này lựa cái kia, quý vị xem lãng phí bao nhiêu thời gian, lãng phí bao nhiêu tinh thần. Không cần phải như vậy. Vì vậy chúng ta nghĩ xem, Phật Thích Ca đã là một tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tài sản của Ngài chỉ có 3 y 1 bình bát, 3 bộ quần áo, 1 cái bát. Tài sản chỉ chừng đó thôi. Mỗi ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, Ngài rất tự tại, không hề lo nghĩ điều gì. Chẳng lẽ Ngài không muốn xây một đạo tràng, xây một ngôi chùa? Ngài không cần. Nếu Ngài cần, chỉ nói một câu, mọi người đã xây xong rồi. Không cần. Thật sự tự tại. Cho nên phải biết sống. Bản thân có một nơi chốn dừng chân nhỏ bé là đủ rồi. Thật sự vui vẻ tự tại. Mỗi một nơi tôi đến,
đều có người tặng đất tặng nhà cho tôi. Tôi đều từ chối cả. Ở khách sạn thoải mái hơn. Mỗi ngày đều có người dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Sau khi trả phòng chẳng phải suy nghĩ gì, không nhớ đến nó nữa. Nếu quý vị có một ngôi nhà, quý vị nói xem có phiền không? Quý vị đi xa có nhớ nó không? Có phải luôn lo lắng về nó không? Đó không phải là tự tìm phiền phức sao? Vì vậy nếu có, tặng người ta đi, đừng tìm phiền phức. Cả đời tôi được tự tại, điều này cũng là Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Tấm gương của Đức Phật Thích Ca tôi đã lãnh hội được. Thế giới này là khách sạn, đi đến đâu cũng đều là khách sạn. Quý vị sẽ sống rất thoải mái, không cần thứ gì cả. Những đồng học đều sẽ chăm lo cho tôi. Đồ ăn, áo mặc, đồ dùng đều chuẩn bị sẵn cả, không phải lo lắng gì. Vì vậy tôi không có chỗ tiêu tiền. Mười mấy năm rồi chưa hề dùng tiền. Đi ra ngoài, tôi muốn đi mua thứ gì, chắc chắn có rất nhiều người đi theo tôi. Tôi cần gì họ đều trả tiền hết. Vì vậy cúng dường của tôi đều cầm đi làm việc thiện. Những người gặp khó khăn, chúng ta thật sự phải giúp đỡ họ, phải giúp đỡ những người khổ nạn. Trừ khi chúng ta không biết, biết rồi thì chắc chắn phải giúp họ. Vì vậy từ từ cũng có, dần dần có một chút rồi, lại nghĩ đến việc phải làm thế nào để giữ gìn cho tốt. Sợ gặp tai họa, lo bị mất mát, chính là tính toán thiệt hơn. Việc này là bản thân tự tìm phiền phức. Tiền nhiều quá sợ mất giá. Quý vị phải lo lắng nhiều biết bao. Hoàn toàn đã sai rồi. Cho nên nói thích tiểu cụ hữu, hữu ư phi thường. Phi thường chính là thủy tai, quả tai, đạo tạc, cưỡng đoạt, phá hoại vân vân. Đó là tai hoại.